Thưa quý vị, vùng đất mà tôi đang đứng đây trước đây là đất rừng nghèo kiệt, bà con hầu như không thể sản xuất được. Bây giờ đã biến thành một cánh đồng trải rộng 174 hectare, giúp đổi thay đời sống của gần 450 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Và bà con đặt tên cho cánh đồng này là cánh đồng 132. Ba sào lúa ST24 vụ hè thu này của gia đình ông Y Hua dự kiến đạt khoảng 7 đến 8 tạ mỗi sào. So với những vùng đất tốt, đây là sản lượng ngoài mong đợi. Hồi đó đâu trồng được gì, nhà nước khai hoang rồi cấp ruộng cho. Bây giờ một phần gạo mình để gia đình ăn, một phần đem bán lấy tiền lo con cháu, vậy là vui nhiều rồi. Hộ nghèo cũng được hỗ trợ về giống, phân bón, cũng hỗ trợ về cách sản xuất. Nhiều năm qua, các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt thực hiện quyết định 132 của chính phủ về cấp đất sản xuất và đất ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Bên cạnh thực hiện đúng chủ trương, nhiều địa phương đã linh hoạt vượt khó cùng người dân. Từ việc cải tạo những diện tích đất nghèo kiệt trở nên bằng phẳng, cùng với đó là bê tông hóa nhiều tuyến đường nội đồng, đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương kết nối hồ thủy lợi, cho đến việc hỗ trợ giống lúa chất lượng và kỹ thuật canh tác, từ đó đã góp phần mang lại đời sống ấm no cho bà con các dân tộc. Người dân được hưởng các cái chính sách hỗ trợ đất ở và đất sản xuất. Thứ nhất là đảm bảo cái an ninh lương thực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cái vấn đề thứ hai là người dân là có cái ăn rồi thì sẽ tập trung vào những cái nội dung khác để góp phần vào cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỉnh khi phê duyệt các phương án sử dụng đất chi tiết thì phải dành quỹ đất để ưu tiên cho việc hỗ trợ đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn của tỉnh. Lại thêm một vụ lúa được mùa, được giá bán. Những ngày này trên cánh đồng 132, bà con tất bật thu hoạch để chờ ấm no về nhà.